Em xin chào tất cả các bác đang theo dõi kênh đầu tên Lạng Sơn nha Hôm nay buổi chiều ngày 14 tháng 12 âm lịch thì hôm nay em đang trên cái vườn đào thất thốn. À, bắt đầu đang đi uống tiếp tục cái vườn đào thất thốn bonsai ở bên đây. Thì hôm nay cũng quay lên chia sẻ với các bác cái cách em đang uống những cái cây bonsai từ bé và để đến 2 3 4 năm nữa có những cái cây để giao lưu cùng các bác đây. Và cũng giới thiệu với các bác luôn cái vườn này. Nếu như hiện tại là các bác nào mà muốn mua đào giống, đào thất thốn để về mình cũng muốn có một cái vườn bonsai 50 cây, 100 cây. Để mình chăm chút cho nó thì các bác liên hệ với em thì em sẽ lại để lại cho những cho các bác là những cái cây ở trong cái vườn này nhá. Đấy, tại vì đợt vừa rồi trồng giống thì em cũng trồng rất là dày. Nên là bây giờ cũng phải đánh tách nó ra để cho những cái cây bonsai này nó phát triển được tốt hơn. Đấy, thì đằng nào em cũng phải đánh giãn nó ra. Thì bác nào mà có nhu cầu thì các bác liên hệ với em đúng vào cái mùa này thì là mùa đã đánh đào rất là dễ trồng rất là sống rất dễ sống các bác ạ chỉ cần bẩy lên là không cần là bó bầu hay làm gì cả mà cây nó vẫn sống khỏe bình thường nên là bác nào mà có ý định trồng thì các bác nhanh tay liên hệ với em để có cái giá nó hợp lý nhất cho các bác cũng uốn giống như em này này Đấy, đầu tư vào mỗi cây cũng à, một chút tiền nhôm và một chút tiền công uốn nắn như này thôi thì 3-4 năm sau nó sẽ có những cái cây nó sẽ có giá trị cao hơn rất là nhiều so với các bác là cứ để mọc tự nhiên Đấy. Xu hướng sắp tới thì uh, gia đình nào cũng có cái phòng khách nó vừa vừa thôi và muốn cái cây nó bé thôi Nhưng mà nó lại phải đẹp về dáng và đẹp về hoa thì uh, không có cái cây nào nó uh, bằng cái cây đào thất thối này đâu các bác hoa thì đỏ thắm và thân cành thì nó rất là đen, nhìn nó rất già và cổ kính, mà hoa là đỏ, lại nhỏ nhỏ xinh xinh nữa, nên là xu hướng sắp tới là các khách hàng là sẽ thích những cái dòng thất thốn bonsai như này này. Và một vài năm nữa thì công nghệ khoa học nó phát triển dần lên để xử lý cho cái cây đào nó nở hoa vào đúng dịp tết thì nó đơn giản thôi các bác. Ngày xưa thì không có cái gì thì xử lý rất là khó để nó nở vào đúng dịp tết nhưng bây giờ thì à, điện đóm rồi à, các phân thuốc rồi các kỹ thuật kinh nghiệm thì hầu như đã được chia sẻ ở trên mạng hết rồi bác nào chỉ cần có đam mê về cái cây cảnh nghệ thuật một chút à, các bác bỏ chút công sức ra đầu tư ra thì ba à, bốn năm nữa em nghĩ là sẽ à, có thành quả nha các bác còn đây hiện nay là em đầu tư rất là nhiều tiền dây nhôm này các bác về hơn chục triệu gần hai mươi triệu tiền dây nhôm để uốn được thêm hết cái vườn đào này nữa này đấy, toàn bộ là thất thốn xa xa đằng kia là những cái cây đào thất thốn uh, chưa được tuốt lá thì đang uh, dần dần tuốt để uh, nghệ nhân đây uh, đi nghệ nhân ở nam định này các bác <laughs> nghệ nhân uh, uốn thổi hồn và những cái tác phẩm đấy một mình thì làm không xuể đâu các bác ạ phải chia việc ra mỗi người làm một việc à, em làm vài nghìn cây thì nó không có thời gian Đấy. còn những cái dáng dấp những cái tay cảnh nhìn như nào mà hợp lý thì là mình cũng phải biết để, để truyền đạt lại cho nghệ nhân để đưa được thành một cái cây 3 năm sau nó thành một cái tác phẩm đẹp còn bác nào mà có nhu cầu trồng cái này đơn giản lắm các bác ạ, 50 cây thì chỉ cần mất tầm độ 50 mét vuông, mỗi mét vuông là các bác trồng một cây, một cây trên một cái chậu, các bác trồng, xong rồi các bác vào, các bác vào dây nhôm như này, như em này, Đấy, các bác uốn, rồi chăm sóc, cây bây giờ nó chỉ có vài trăm nghìn một cây, thế nhưng mà các bác uốn được 2-3 năm sau thì nó có thể là lên đến vài triệu một cây. Đấy. Rồi cái video này em xin kết thúc tại đây nha các bác. Em chỉ quay lên để quảng cáo và cũng chia sẻ với các bác những cái cây ở trên đây. Hiện tại nó đang như này này các bác. Cây đều cao từ 50 cm trở lên và tán nó cũng được tầm độ 40 đến 30 40 đến 45 cm cây nó tán tròn tròn lên đang cái độ tuổi đẹp nhất để cho mình uốn thành những cái cây bonsai nhé các bác nếu mà to quá thì lại không uốn được mà nhỏ quá thì uốn nó sẽ chậm chậm lớn những cái cây như này thì là đẹp rồi rồi em xin kết thúc video tại đây nhé các bác em xin chào toàn thể các bác ạ.